No, you have to do it first. Hurry! Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên anh ơi. Nhanh lên. Nào! Tại sao lại chồng mông vào khán giả này kia? Dừng lại! Đổ điên! Cho về bên trong đi. Đúng rồi. Nhanh, 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 nhanh. Này là tí đại sữa hả? Bỏ riêng ra. Cái nào của mẹ lấy lại đi mẹ ơi. Hả? Lấy đi, lấy cái nào của mẹ thì mẹ lấy ra để vợ chồng con bỏ riêng đồ của vợ chồng con. Cái nào cũng phải lấy riêng đi. Chào chị đẹp Thảo Mai à. Con chỉ có bánh kẹo với lại sữa thôi mà. Anh ơi. Only milk and then something we buy from there. Yeah, I just open it all first and then we can. Yes. Mở ra, nhanh lên. Cái nào của mẹ thì trả lại mẹ nha. Đấy, ăn cái gì lấy đi. Khổ thân anh mẹ. Khổ thân anh ăn cái gì cao to lồng lộng như thế này giúp vợ là chuyện bình thường. Trời các chế. Người em chỉ bằng một cái nắm tay như thế này thôi, còn người ông An to như tổ bố thằng An mày. Cho nên anh An giúp em là cũng đúng thôi. À quần rách này em xé ra nó có thể. Mua đồ, mua mấy. Còn cái gì nữa không nhỉ anh An được? Có, chị Mai mua sữa rồi mua ba cái đồ linh tinh cho bọn trẻ con đó mà. Cho bọn trẻ con để mai thôi. Tính là hôm nay đi đó, nhưng mà thôi. Mà thôi để mai đi. Mai đi, mai đi. Mai đi cho tụi trẻ con một ít sữa này, với lại bánh này. Cho mọi đứa một ít quà. Vậy thôi, mình không có nhiều, cho một ít thôi. Tại vì mua cùng với lại đi mua cùng với lại đồ của mẹ chị nữa, cho nên là phải bỏ đồ của mẹ chị ra. Đang ốm rồi này. Cho nên phải bỏ đồ của mẹ chị ra. Bỏ cái chân đó. Oh, your mother took the jackfruit. Okay, so which one is for your mother? Just take all things first. All? Take out all things? Yeah, I think just put it one stuff in there. Thạch dừa này, thạch dừa ngon không? Thạch dừa ngon lắm này. But this one is not for you. Ôi má ơi, chị Mai đưa đồ vệ sinh hả? Chị Mai đưa đồ vệ sinh thì chỉ mua. Bình thường chị Mai mua đồ vệ sinh đó là chỉ có mua mì tôm, nước mắm, cái gì nữa nhỉ? Mì tôm với nước mắm thôi, rồi muối, mì chính, vậy thôi, chứ đâu có mua cái gì nữa đâu. À. Ừ, chị đi có, chị vẫn làm đấy, nhưng mà không có, nói chung là không có nói với ai. Bình thường là như vậy. Hôm nay mua cả đồ cho mẹ chị Mai nữa. Mít đâu mẹ? Cái gì đây, ai ăn gì đây? anh An ăn chưa rửa bát à? Đúng rồi, mang cả mắm tôm nữa. Đúng rồi, mít ngon các chế. Mít này mẹ mua bao nhiêu tiền một đấy nhỉ? Cái này là đây này, 46.000 một miếng này các chế. Cái này mua ở ôi trời, chưa thấy nước vào mẹ ơi. Cái này 46.000. Này không biết bao không được, không biết được một cân đâu. Ngon lắm. Nhìn là đã thấy thèm rồi đúng không? Nó cũng không có nhiều nhựa đâu. Mình không biết cái miếng to này là bao nhiêu, cái miếng nhỏ nhỏ đấy là 46.000 đó. Mắm tôm à, chưa có mắm tôm em ơi. Chưa có mắm tôm, ngon quá, ngon quá. Nó chỉ thấy ngon không? Nhâm 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 nhâm. Thôi, bác gái đang Bác gái đang cắt mắt về. Đề nghị không quay trực tiếp bởi vì
bác gái cắt mắt về cho nên là không có nó quay được. Đặt cái điện thoại đây. Cái điện thoại đây có chế độ em. Trừ bên kia bên cạnh mình ấy. Sao? Nhưng mà cái chồng ngon lắm. Có trừ nào vậy? Là bên cạnh, là bên dưới đỉnh này. Thế á? Ừ. Các chị nhìn em ăn đây này. Hôm nay chị nhìn gà giấy rồi đấy. Mua về ăn rồi đấy. Bao tiền một cân? Chả biết, bác cứ bán gà quả sao không? Muốn miếng ăn đi. Ngon lắm. Ngon lắm, ngon lắm. Ngon lắm mới chẳng ngon vừa. Còn một miếng thôi nhá. Còn một miếng thôi, sao ăn hết được đâu mẹ. Anh An cũng đâu có thích ăn. Anh An cũng thích ăn nhưng không ăn nhiều đâu. Em đã mua visa đi Dubai rồi. Em đã mua visa đi Dubai rồi. Cuối tháng này em sẽ bay vào Sài Gòn chơi. À không phải chơi đâu, vừa chơi vừa kết hợp làm việc. Xong rồi đến hết cái tháng này đến đầu cái tháng sau là em đi Dubai rồi, mua visa rồi. Thông báo với các chế nha, Dubai visa Dubai bây giờ lên rồi, lên giá rồi nha. Visa Dubai bây giờ vợ chồng em vừa mới mua là hơn hình như 200 mấy đô đây này, 200 mấy đô tiền visa đó. Chế nào đi Dubai nha. Update tình hình thông tin. Quả này làn da trắng đẹp của em sẽ không còn đẹp nữa rồi. Đi Dubai về đen xì rồi các chế. Đen xì xì. Vừa gặp chị Mai ở siêu thị xong, nhanh thế à? Đó, vừa gặp hai mẹ con nhà này đi siêu thị xong. Trời ơi, có đứa con gái đẹp quá à. Mình nhìn thấy hai mẹ con nó đi đẩy cái xe cút kít, à cái xe đi siêu thị đó, cái cô bé này kìa. Đẩy xe đi siêu thị, tự nhiên mình đang hả, hai vợ chồng đang chuẩn bị tính tiền đó. Cái xong bà này bà bảo: "Chị Mai, em biết chị nha, em nhìn thấy chị nha." Mình bảo: em biết chị hả? Em coi livestream chị suốt mà. Rồi mình nhìn thấy đứa con của nó mình mê quá à. Có đứa con gái da trắng, trời trắng gì đâu á. Đẹp gì đâu á. Gì á? Không. Đây. Rồi máy tính rồi đấy, giả máy tính của anh. Mày chỉ thích con gái lắm. Thích có con gái lắm. Này là gì đây anh An ơi? Điện hả? Yêu chị. Nít ngon lắm. Mà tình hình đi Dubai là em phải mua thêm mấy quả khăn cơ chế. Khăn như kiểu chùm kín mặt mình đó. Giống như kiểu mấy cô bên Dubai mà trời mà lạnh quá. À quên nhầm, trời lạnh quá, chồng mình đứng trong kia kêu lạnh. Trời nóng quá là chùm kín như này này. Chùm kín như này này. Mà mày thấy chị ở ngoài đời xinh gái hơn không? Buồn cười, có mấy chị hoặc là có mấy em mà thỉnh thoảng có nhìn thấy em mà gặp nhau ngoài đời đó là bảo: "Trời, ủa má, sao mà ngoài trời ngoài đời mày xinh gái mà sao trên Facebook mày để ảnh mày không có giống mày ở ngoài đời nhìn xinh gái hơn." mua một bộ gì đen thui hả má? Đâu. Thôi, đề nghị cái bà Việt Kiều Hàn Quốc kia ở Hàn Quốc mà chơi, đừng có về Việt Nam, nóng lắm má ơi. Nóng lắm, thôi đừng về Việt Nam nha. Đừng có về Việt Nam. Nóng lắm. Đừng có điên. Về Việt Nam làm gì? Nóng lắm.
buồn buồn về đây chơi vậy thôi, chứ thôi đừng có đưa con về, đưa con về tội nghiệp lắm, ở ở Hà Nội bây giờ nóng lắm. Vào Sài Gòn chơi. Nhà hôm nay á. Ồ, vào Sài Gòn chơi có, cuối tháng này chị Mai vào Sài Gòn chơi, mọi người có rảnh thì chị Mai mời mọi người cà phê ha, vào Sài Gòn mời mọi người cà phê ha. Cuối tháng này có vào Sài Gòn chơi, đang tính có một chị hoa hậu. Trời, chị hoa hậu này cực kỳ nổi tiếng. Cực kỳ nổi tiếng, cực kỳ xinh đẹp. Ngoài nổi tiếng xinh đẹp ra rất là giàu, giàu lắm. Thế xong rồi bảo là cũng quý Mai lắm, mà nói chung là Mai ngưỡng mộ chị lắm. Cái xong chị bảo vô đây đi rồi hỏi vô Sài Gòn đi chị. Nhà chị nha, nhà rất có điều kiện, nhà có cả resort mà, đúng không? Nhà có cả resort. Xong rồi nói Mai là vô đây đi rồi chị, hai vợ chồng vô đây đi, chị cho hai vợ chồng té khói vào resort nhà chị ở không có mất tiền. Bảo trời thiệt hả, mà trời thiệt hả, vô đây đi đó, cho cả hai vợ chồng book phòng cho yên tâm, nhà chị resort 5 sao ha, nhà chị resort 5 sao, vào hai vợ chồng cho té khói luôn. Bảo trời. Thế xong mình quay ra mình nói anh An, mình bảo anh cho chị hoa hậu này có điều kiện lắm này, mà chị ở chơi sang lắm nha, mời em vào Sài Gòn nếu mà có điều kiện á, mà vào Sài Gòn mà có thời gian á là chơi là qua là chị đặt phòng resort cho, bởi vì nhà chị là kinh doanh resort mà chủ resort luôn, chủ resort 5 sao luôn. Thế xong anh An bảo trời, nói với chị hoa hậu đó là thôi đi để nhà em gọi là chuyển hộ khẩu về về Việt Nam xong rồi ở resort nhà chị 1 năm được không. Thế chị bảo ok trời em ơi, chị là gọi là chịu chơi thôi chứ không chơi chịu, em muốn ở 1 năm chị cũng ok em liền. Trời, bà mắc cười lắm, bà tám chuyện mắc cười lắm. Ok em, mời chị Mai bún đậu mắm tôm. Riêng cái gì là từ chối, nhưng riêng bún đậu mắm tôm không bao giờ từ chối nha. Thèm lắm. Mới ăn hôm qua xong hôm nay đã thèm rồi. Nghỉ một hôm, ngày mai đi ăn tiếp. Hy vọng ngày mai không bị ăn đòn. Hy vọng ngày mai là mình không bị sàm sỡ, xong rồi cũng không bị chửi vì ăn đòn nữa. Anh ơi, làm gì vậy? Cái đây của mẹ à? Nhiều thế. Cuối tháng này, ok. Cái đồ đó của mẹ đó. Cuối tháng này đợi chị Mai vào trong Sài Gòn, xong rồi chị Mai vào resort của cô hoa hậu đấy, của chị hoa hậu đấy, xong chị Mai ấy live stream cho các chế xem. Trời ơi, resort đẹp lắm, mà duyên lắm. Cách đây 4 năm anh An cũng chơi golf ở cái resort đấy, kêu resort đẹp lắm em. Đó, kêu là đẹp quá. Cuối tháng nha, cuối tháng chị Mai vào trong đó, chị Mai show cho mọi người coi cái resort nhà của nhà cái chị hoa hậu này đẹp lắm. Ok, hôm nào thử bún đậu hàng khay. Thôi, dọn nhà. Em đi dọn nhà. Mẹ ngoan nào? Có. Thế này, sao mẹ ngồi đấy vậy? Đây là sao? Mẹ đang sửa cho em. Trời đâu? Ok. Ha. Dọn đồ. Dọn đồ. Nhà chị hoa hậu đó có hai cái resort, một cái ở Mũi Né, một cái ở đâu ha, Phú Quốc. Một cái resort ở Phú Quốc, một cái ở Mũi Né, đẹp lắm. Tại vì em bay bình thường, em bay đi về về lúc nào em cũng đi hạng thương gia hết á, thì bay ở trên cái Vietnam Airlines là trời, ngắm hình chị suốt ngày à. Ngắm hình chị suốt ngày. có thôi. Thôi. Ăn thì ít. Mẹ mua cả miến nữa hả? Cái đồ này là của mẹ mà, đâu của con đâu. Nào của mẹ lấy ra. Nào của mẹ đấy. Vâng. Anh ơi làm gì đấy? Giúp em đi. Làm gì vậy? Giúp em đi. Visa Visa Dubai hả? Yes.
chồng em mua visa Dubai mà cứ lò mò ở trên đó. Lò mò ở trên đó đó. Trời ơi, đã có người đoán tên rồi, đã có người đoán tên chị hoa hậu ăn chơi nhất gọi là Sài Gòn rồi. Hoa hậu dễ thương lắm. Hoa hậu đã dễ thương rồi còn ăn chơi nữa. Mình chỉ thích những cái người gọi là sao? Dễ thương. Gì giờ sao tự nhiên lấy cái ảnh xấu? Cho các chế xem cái ảnh ngày xưa của em này. Trời ơi má ơi, sao chụp ảnh ngu vậy? Đưa cái ảnh gốc đây. Anh đẹp quá. Không phải đẹp quá mà là xấu không quá. Không phải đẹp quá. Cái ảnh gốc đâu? Sợ lắm. Đúng rồi, sợ lắm. Đưa ảnh gốc đây, give me the original photo. Trời ơi, cái ảnh gốc của người ta nhìn dễ thương như vậy mà ông chụp lên cái điện thoại. Nói thật với các chế là anh An không có biết chụp hình. Đây. Trời ơi, cái ảnh gốc của người ta đẹp gái như okay, thế này. Okay, let me finish it, then I'll come back. Nè. Cái hồi này là các chế em biết em bao nhiêu cân không? Đây. Biết hồi này em bao nhiêu cân không các chế? Béo không? Cái này là cái hồi em cách đi bao nhiêu năm nhỉ? Lâu lắm, cách đây 4 năm rồi. 20 mấy tuổi. Nuôi béo không? Trời ơi béo quá trời béo bây giờ cái mặt này. Cái đợt đấy là 40. Kịch kim nhất của em là đợt đấy là em 46, 40, ừ, gần 46 cân. 45 cân 5 lạng. Đây đây. Đó. Ôi. Còn một cái ảnh thẻ đào mộ nữa. Cái ảnh thẻ này cách đây ôi dồi ôi, cái này phải cách đây 6 năm, 7 năm gì đấy. Đây này. Ảnh thẻ đào mộ. À đúng rồi anh Vũ. Hồi em ngồi quầy tư vấn spa, em chuyên viên spa này anh Vũ. Trời ơi, đâu, cái này anh ơi. Không, cái đợt này đi sửa mặt rồi nhưng mà vẫn béo anh ơi. Trời khổ đâu em béo mà em xấu, em xấu nhất cái spa đó anh Vũ nhớ không? Vũ nhớ không? Ngày xưa anh em mình xấu nhất spa. Đó, anh em mình xấu nhất spa đó, xong rồi suốt ngày bị em thì bị chê là vú lép, còn Vũ thì bị chê là răng xấu. Má giờ hai anh em mình đẹp quá trời luôn đúng không anh? Nịnh đầm nhau ha. Mà đẹp thiệt, trời ơi. Bây giờ một anh thì đã trở thành gọi là sao? Chủ thẩm mỹ viện rồi. Đẹp gọi là nhất nhì rồi đúng không? Đâu có ai sánh được bằng Vũ đâu. Em bây giờ cũng đẹp nè Vũ. đúng rồi, cái ảnh này nè. Nói chung là lúc đó là anh em mình là xấu nhất. Nhưng bây giờ anh em mình gọi là vượt xa những đối thủ ngày xưa làm cùng spa. Ngày xưa đâu có ai đẹp bằng Mai. Ngày xưa là đâu có ai xấu như Mai với Vũ. Đó, Vũ lép. Bây giờ thì đâu có ai đẹp được như Vũ với Mai. Đúng không? Mình cứ phải tự tin như thế. Cuộc sống phải đi lên đúng không? Ngày xưa xấu thì bây giờ thì đỡ xấu rồi. Thôi, em dọn đồ đây, lát nữa em buôn sau các chị. Dọn đồ đây. Nào. Hết túi rồi anh An ơi. Anh ơi. No more bag. Thôi nha. Lát nữa em sẽ buôn với các chế sau tối nay. Tối nay buôn nhá. Bây giờ làm việc đã nhá.